Xin kính chào quý khách. Hôm nay thì là ngày đầu tháng 6 năm 2023. Thì em lại làm một cái báo giá mới để quý khách có thể nắm bắt được cái giá ghế massage tại thị trường Việt Nam hiện tại thì giá ghế nó đang như thế nào. Với những cái dòng ghế massage như nhà em đang kinh doanh thì đang có những cái dòng như của Panasonic này, Fujioki này, Taijutsu và dòng Family Inada. Thì đầu tiên chúng ta sẽ giới thiệu những cái dòng ghế massage của Panasonic trước nhé. Panasonic thì hiện tại là với cái phiên bản hàng mới nguyên hộp ấy, thì bên em đang bán là mẫu MA103, thì đang còn phiên bản da màu vàng, nó giống như phiên bản này này, thì là 118 triệu. Còn phiên bản da màu đen thì quý khách phải đặt hàng tầm hơn một tháng nữa bắt đầu nó mới có hàng, thì cũng có giá là 118 triệu, nhưng quý khách khi lấy hàng sẽ phải đặt hàng. Tiếp tục là đến cái mẫu MA102. 102 thì nhà em cũng đã về hàng nước rồi. Mẫu 102 thì hiện tại em đang bán là 87 triệu hàng mới nguyên hộp, hàng nước 98%. Nếu như mà quý khách mua một con Pana 103 mới 118 triệu mà bây giờ mua một con 102 cũ mà 87 88 triệu thì cũng được rẻ đi được 30. Cũng hợp lý. Đấy, tiếp tục là mẫu MA101. Đây, ví dụ như em đang có báo giá đây. Mẫu Pana 101 đây đang giảm rồi. Hôm đây là của tháng 2 ạ. Tháng 2. Thì đây bây giờ em báo giá luôn cho quý khách luôn những cái dòng ghế massage bên em đang có. Đây, ví dụ những cái mẫu 102 thì hiện tại là giá bây giờ giảm rồi, chỉ còn 88 triệu, 87 88 triệu thôi. Mẫu 101 thì bây giờ đang giảm còn 82 triệu. MA100 thì vẫn giữ nguyên. MA99 thì đang còn 67 triệu. MA98 đây. Mẫu MA87 thì bây giờ đang còn 52 triệu, còn MA86 là còn 50 triệu thôi ạ. 50 triệu, MA58 thì đang còn 47 triệu. MA74 và MA73 cũng đang giảm được 1 triệu. Nói chung là trong cái thời điểm tháng này thì giá thành đang khá là tốt. Ví dụ như cái mẫu Nuvinus 30.000 robot này, hàng date 2021 đây, ví dụ những cái mẫu robot 2021 như thế này này. Đấy, hàng mới gần như mới đập hộp ra thì giá đang là 83 triệu các bác ạ. Nuvinus 10.000 robot thì phiên bản màu đen với màu đen đang có giá 60 triệu, màu vàng là 59 triệu và phiên bản màu trắng có giá 57 triệu. Inada 8001 với 2002 thì vẫn giữ giá. Vẫn đang có giá là 42 triệu, 35 triệu và 2 với các U thì giảm rồi, đang còn 23 triệu các bác ạ. Còn ở cái phiên bản này IS 2100 thì cái con này ra thì hiện tại chỉ có hàng mới thôi. IS 2100 giá đang 100 triệu hàng mới nguyên hộp. Còn IS 2000 thì em đang vừa nhập về rồi, thì con IS 2000 này giá là 70 triệu hàng siêu nước, sắp nhập về rồi. Hôm nay là sẽ có. Còn IS 1000 với 1001 thì IS 1001 vẫn thế, còn IS 1000 thì bây giờ giảm xuống còn 44 triệu. Đấy, dòng bây giờ ta sẽ thử xem về những cái tính năng của sản phẩm nhé. Đầu tiên là về cái phiên bản Inada Nuvinus 30.000 này. Inada Nuvinus 30.000 này là trang bị công nghệ AI, có những cái phím điều khiển tay này, tay chân và bắt đầu là để màn hình cảm ứng rất là to. Hơn nữa lại còn cảm ứng cả khuôn mặt luôn. Đây, chức năng ở bên trong này thì vô vàn là nhiều để mọi người có thể sử dụng chức năng này. Thì con này đây là một trong những con mà hiện đại nhất trên thế giới tại thời điểm này rồi và giá khá là chát. Phiên bản này hàng mới là 148 triệu. Còn phiên bản màu đỏ kia mà mới thì là 160 triệu các bác ạ. Còn phiên bản nước này nhà em thì đồng giá 83 triệu. Đây, các bác xem cái phần tay chân thì bắt đầu nó sẽ hoạt động như thế này. Đấy, 83 triệu. Tiếp tục là đến phiên bản Inada Nuvinus 10.000 này. Phiên bản Inada Nuvinus 10.000 này đang có giá là 60 triệu cho phiên bản màu đen. Phiên bản màu vàng thì rẻ hơn 1 triệu, nó cũng không đáng kể lắm. Còn phiên bản màu trắng này thì đang có giá là 57 triệu các bác ạ. Nói chung là mỗi con thì nó sẽ có một cái giá khác nhau để mình có thể đưa vào sử dụng. Đấy, thực ra thì cũng rất là nhiều người thích mua những cái dòng ghế màu trắng này bởi vì giá thành nó cũng hợp lý. Phiên bản này giá đang là 57 triệu, date 2021. Mẫu Inada 10.000 này một trong những cái dòng kéo bẻ hiện đại nhất trên thế giới tại thời điểm này và gần như khó có đối thủ. Tiếp tục là đến cái dòng Taijutsu KC8600 này. Phiên bản KC8600 này sang đến khoảng tháng 7 tới là sẽ nhập khẩu về phiên bản sản xuất 100% tại Nhật.
Tất cả những cái phiên bản sản xuất 100% tại Nhật thì bên em sẽ đều có đầy đủ những cái giấy tờ nhập khẩu COCQ, giấy tờ nhập khẩu hải quan. Ví dụ các bác nào cần phải kê khai thuế thì bên em cũng sẽ có thể là xuất cả thuế cho các bác luôn. Điều rất là hiếm hoi ở những cái dòng ghế massage Nhật nội địa, địa mà quý khách có thể thấy. Đây, ví dụ như con KC8600 này. Như con KC8600 này thì bọn em đã làm một cái video so sánh rồi, thì nó là một trong những con ghế hàng đầu hiện tại. Đầu tiên là về cái phần màn hình cảm ứng, ta sẽ thử bật lên ra để bắt đầu là ghế hoạt động chạy đã. Đây, khi ghế bắt đầu chạy ra thì bắt đầu nó sẽ tự động ngả ra như thế này. Đấy, và khoảng cách tường không cần phải lưu ý. Con ghế này thì rất là xịn rồi, đã được giới thiệu rất là nhiều rồi, cho nên mọi người cũng không cần phải quá phải quảng cáo cái mẫu này. Đây là một trong những mẫu ghế bán được chạy nhất tại cửa hàng gia dụng Nhật. Con này có phần kéo bẻ cổ chân, duy nhất cái mẫu này thì có chức năng kéo bẻ cổ chân thôi, không có con nào có chức năng kéo bẻ cổ chân giống như cái mẫu này cả. Đấy, gan massage ở phần gan bàn chân và phần bắp chân. Động cơ thì siêu khủng luôn. Động cơ hôm trước đã từng tháo cái con này ra để cho quý khách xem cái khối động cơ đồ sộ của nó rồi. Tiếp tục là đến cái mẫu Taijutsu 3100 và 3310 này. Cái mẫu này thì cũng đã là sản xuất 100% tại Nhật, có đầy đủ những cái giấy tờ nhập khẩu. Đây, giấy tờ nhập khẩu COCQ đầy đủ hết toàn bộ. Giấy này thì chuẩn 100% các bạn. Các bác có thể đi kiểm định này, đi đâu cũng được, nói chung là không quá quan trọng. Tất cả những cái hàng nhà em đã show ra cho quý khách xem thì đều tất cả đều là những cái giấy tờ rất là nghiêm chỉnh và đàng hoàng. Cho nên là quý khách khi mua hàng thì khi mình có những cái người mà bán hàng thì quý khách sẽ rất là an tâm trong cái quá trình sử dụng. Tiếp tục là đến con Fujioki. Thì Fujioki này thì nó sẽ có phiên bản cao cấp như là phiên bản IS1001 này. Đó là phiên bản mà có phiên cảm ứng này. Thì trên phiên bản IS1001 này, 2000 thì nó đều là phiên bản có phím cảm ứng như thế này. Có phím cảm ứng này. Ví dụ như cái phiên bản IS1001, phiên bản màu kem này em đang bán là 48 triệu. Còn phiên bản màu đen thì đang bán là 50 triệu. Còn phiên bản IS1000 mới về, sắp về thì bên em đang bán là giá là 70 triệu các bác ạ. 70 triệu cho mẫu IS1000. Xuống dưới nữa ra thì nó cái phiên bản mà không phải phím cảm ứng, đó là phiên bản IS870 này. IS870 này là phiên bản khá VIP của Fujioki. Nó không y hệt như cái phiên bản là, các bạn có thấy giống nhau không ạ? Giống như y xì đúng không? Một bên là cảm ứng, bên không cảm ứng. Thì mẫu này đang có giá là 36 triệu cho cái mẫu này. Rất nhiều quý khách mua cái mẫu IS870 này rồi và đều có chung cảm nhận là rất là sướng và không phải lo lắng về cái vấn đề mà của hỏng pin cảm ứng hay là cái gì cả. Đấy, dưới nữa ra thì quý khách có thể xem phiên bản VIP như là của Fujioki SKS6700 này. Fujioki SKS6700 này thì đang có giá là 37 triệu các bác ạ. Fujioki IS870. Tiếp tục là đến những cái mẫu như là Panasonic EPMA102 sắp nhập về. Ngày mai đã bắt đầu có nhập về rồi. Thì mẫu 102 này thì bọn em đang có giá bán là 88 triệu các bác ạ. Còn phiên bản 101 thì đang có giá là 82 triệu. À đâu, đúng rồi, 82 triệu. Còn phiên bản MA100 đang về thì có phiên bản giá là 75 triệu. Tiếp tục là quý khách có thể nhìn thấy không, mẫu EPMA97 hàng đẹp nay new luôn, xuất sắc của chất hàng đấu giá. Cái mẫu EPMA97 này theo em thấy là xịn đẹp. Cái mẫu này đang có giá là 60 triệu các bạn ạ. Tiếp tục là đến MA58. MA58 thì nhà đang còn hai màu là màu đen và phiên bản ra màu vàng. Phiên bản màu đen và phiên bản màu vàng này thì đều đang được sale giá là 47 triệu các bạn ạ. Tiếp tục là đến cái phiên bản 87M này. Bình thường mọi người chỉ thấy là cái phiên bản 86 chứ nhìn ít người thấy 87. Phiên bản 87 này đang có giá là 52 triệu. Còn phiên bản MA86 thì em đang bán là 50 triệu ạ. Đang có rất nhiều trong kho. Tiếp tục là đến phiên bản Panasonic EPMA74 và 73. Thật ra thời nay thì còn ai mua 70 nữa, 70 thời cổ phát rồi. Cố lên thêm khoảng 3-4 triệu nữa làm con 73-74 đi, việc quá thì phải mua 70.
Bởi vì bây giờ mẫu 73, 74 này ra thì giá cũng chỉ còn có 44 và 45 triệu thôi. Đấy, những cái mẫu như thế này ra rất là xịn luôn. Và tính năng thì hơn so với phiên bản 70 ở cái tấm bản nhiệt. Cho nên quý khách chẳng việc gì phải mua cái phiên bản 70 cả. Tiếp tục là đến cái phiên bản màu trắng của Panasonic EPMA99. Phiên bản màu trắng của 99 này đang có giá là 62 triệu các bác ạ. Còn phiên bản mà ra màu, còn phiên bản 97 màu trắng em đang bán là giá 55 triệu. Tiếp tục là đến Fujioki mẫu OH5970 này em đang bán là 29 triệu. OH5970 này. Con OH5970 này nó là con mà nâng cao của con Fuji SKS 5600. Xịn sò hơn, xịn sò hơn. Đấy, thì mẫu này đang có giá là 29 triệu con Fuji này, rất hợp lý, sản xuất 100% tại Nhật. Tiếp tục là đến con Inada. Inada đây. Inada 2200. Mẫu Inada 2200 này là sử dụng công nghệ 4 động cơ, nhằm 2 động cơ 8 bi năn, có chức năng là bắt đầu chuyên trị thoát vị đĩa đệm dành cho người cao tuổi. Mẫu này thì xịn, đang có giá là 35 triệu. Đấy, đây là báo giá tại cửa hàng Hàng Nhật Tuấn Hà tại số 2 ngõ 603 Đào Nông Quân. Cơ sở thứ 2 ở 368 Nguyễn Công Trứ, thành phố Ninh Bình, và cơ sở thứ 3 ở 168 Hồng Đô. Thì quý khách có nhu cầu mua hàng có thể qua ba cơ sở này hoặc đặt online. Số điện thoại là 098 888 8642 để có thể mua hàng. Cảm ơn quý khách rất nhiều ạ.